Rồi, ok. Bài này chúng ta sẽ dựa vào cái hàm file để chúng ta xem là ký tự này hơi hơi tập trung. Alo. Như vậy chúng ta sẽ muốn xác định được là nếu như là bạn này có học toán thì chỗ này sẽ đưa giá trị của cái tiền học phí về đây. Và toán 10 hay là 11 hay là 12. Như vậy cho trong cái bảng này để chúng ta biết là toán lý hóa, đây là một cách. Còn không thì các bạn sẽ tính dưới này trước rồi đưa lên trên, đúng không? Rồi, được rồi, mình sẽ tính ở đây đi. Như vậy mình sẽ dùng hàm file để mình xem thử là cái ký tự, nếu như là toán thì mình tìm ký tự T nó có trong cái môn học hay không. Nếu có thì nó trả về vị trí là mình biết có, còn nếu không là nó trả về sai. Như vậy thì ở chỗ này mình kết hợp với cái hàm nữa để mình check xem là có đúng hay là không. Như vậy chỗ này mình sẽ kiểm tra nếu if và if lỗi, if error, tức là nếu lỗi thì làm gì. Vậy cái gì lỗi? Cái hàm file của mình. Nếu lỗi thì không làm gì hết, hoặc là cho vô số 0, tức là không có học toán. Còn nếu mà có học toán thì lấy cái học phí ở đâu? À, lấy học ở bảng dưới. Bảng dưới thì chỗ này học phí ở đây là tùy theo khối học và trả về cột thứ mấy. Cho nên mình sẽ theo cái công thức hôm trước mà muốn vừa có dòng vừa có cột là mình dùng công thức gì? Cái bài mà bảng xe đó, loại xe, tên xe đó. Index, đúng rồi. Index. Vậy index cái mảng mình dò là mảng nào thì mình lấy luôn cái mảng này. Rồi, F4 nó. Phải bây giờ nó hỏi là dòng, mình muốn dò dòng nào và mình muốn biết là trả về dòng mà mấy, 10 hay 11 hay 12 thì mình dựa vào lớp. Vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng hàm max lấy cái lớp phải dò trong cái bảng này. F4 lại. Rồi trả về cột mấy? Trả về cột mấy? Toán là cột mấy trong bảng dò của mình? À, cột 2. Như vậy mình trả về cột 2. Đóng ngoặc của cái hàm index, đóng ngoặc của hàm hàm if. Rồi, enter. Bị thiếu thiếu gì đây? Max hàm s. Mà nếu index, rồi mình bị sai cái chỗ này. Hàm max của mình là có chỗ này là kiểu dò tìm là số 0 và ra phía ngoài mới là số 2. Tại vì mình sai cái vị trí để mình đặt. Hàm max của mình là nó sẽ có giá trị dò, bảng dò, kiểu dò. Ok. Hàm index. Rồi đóng một mặt nữa cho hàm if. Ủa sao lại sai? Từ từ nào. Index. Nếu 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 À, chỗ này mình không không xài được if error được rồi. Không xài được chỗ này bởi vì nó sẽ có hai điều kiện thôi. Ok. Như vậy chỗ này mình sẽ xài mình sẽ đổi lại chỗ này tí xíu các bạn. Các bạn sửa lại chỗ này cho thầy tí xíu. If bình thường
Nhưng mà phía bên trong thì chúng ta dùng cái hàm là x error, x error, hoặc là nó có x error có x value không, nào. Rồi x error đây, nếu lỗi thì rồi ok. Như vậy toán bạn này không có học. Bạn này là toán 11, bạn này là toán 10. Đó, là mình có được giá tiền của các bạn. Tương tự như vậy, mình có thể copy cái công thức này đưa qua bên này là lý. Lý thì chúng ta đổi cái gì? Lý thì chỗ này chúng ta sẽ đổi chỗ này là chữ L và trả về cột mấy? Trả về cột 3. Chỗ này là số 3. Như vậy chúng ta sẽ có bạn này học lý nè. Đó, bạn này học lý nè. Tương tự như vậy, mình sẽ có hóa là đổi chỗ này thành chữ H. H là trả về cột mấy? Cột 4. Bạn này có học hóa nè. Rồi, 3, 4 bạn đều học hóa hết. Vậy thành tiền nó sẽ bằng sum của ba bạn này cộng lại. Rồi ok, được chưa? Rồi nếu như học phí của toán lý, toán hóa, toán lý hóa thì mình có thể cũng kết hợp giống như hồi nãy. Không, toán lý thì cộng toán lý lại, toán hóa cộng lại. Phần này thì dễ, các bạn có thể tự làm được. Còn cái phần công thức ở trên thì nó hơi phức tạp tí xíu, các bạn sẽ xem video và xem lại kỹ cái công thức để mình hiểu được ha. Bài này nói chung là hơi khó chút xíu. Hơi thôi.